Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến, và Trinh Trang mà YouTuber cũng đứng một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và công việc và luôn luôn và thành công ạ. Hôm nay thì em chia sẻ cho mấy anh chị em và thầy ngâm bên bờ và vũ trụ. Bây giờ thì rất là nhiều người họ đã đăng tải và cái clip và video rất là nhiều. Họ lấy đi mà cái hình ảnh của thầy ông nội trong tỉnh Thất Bồng Lai á. Như á, họ nói là thầy ông nội là qua đời đó. Bây giờ em hỏi mấy anh chị em nè, hiện bây giờ là thầy ông nội không có mà đụng chạm gì, không có và liên quan gì những mấy người đó, mà vì sao mà những mấy người đó tối ngày nhưng mà họ mà đi mà con đường mình càng ngày càng sâu, mà tối ngày mà mỗi mốt chuyện chung mà thầy ngâm bên bờ và vũ trụ ra nói vậy, nhưng mà nói mà thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và những các chi con trống thì nói thì bây giờ là học được rồi, nói bây giờ là đã rồi. Bây giờ quay lại Nam chú Tiểu xong xong rồi tới mà thầy ông nội, họ nói là thầy ông nội là qua đời em khẳng định rằng cho mấy anh chị em rằng nghe rằng thầy ông nội hiện bây giờ sống rất là hạnh phúc, sống rất là mạnh mẽ, mình giỏi và đang đang ở trong mà tỉnh Thất Bồng Lai, thầy ông nội đang mà cũng là tụng kinh niệm Phật và cũng cúng lại, và những ngày nào như ngày đó thì chăm sóc cho mà Nam chú Tiểu và dạy cho Nam chú Tiểu học hay và nó tụng kinh thì niệm Phật những điều hay điều phải rất là hay, và cũng đang dưỡng thầy ở trong chùa là không bao giờ là đi đâu hết, tại vì thầy ông nội và đã có thông báo rằng không cho mà gặp người nào, bất cứ người nào hết, và không cho gặp những ai hết nữa. Thì thầy ông nội đã có gắn giấy ở ngoài thông báo rằng là tránh dịch bệnh đó. Thì không cho bất cứ những người nào lại gặp thầy ông nội và gặp Năm chú Tiểu và không gặp những mấy người trong hết đó. Nhưng mà gần đây thì mấy bữa gà này thì có rất là nhiều bạn có rất là nhiều người họ đã là đem chuyện của thầy ông nội ra, thì nói thầy ông nội là 7 8 9 con vợ, thì những thông tin đó là những mấy người đó đó đưa ra là bằng chứng không chính xác và bằng chứng là hoàn toàn là quỷ tạo, và đưa ra những bằng chứng giả và thông tin giả. Và cái thứ hai bắt thầy ông nội thì phải đi mà xét nghiệm mà ADN và lục cái công tích cái mà thông tin của thầy ông nội lúc đó là đang sống ở đâu và ở lúc nào, có đúng là 7 8 9 người vợ mà hay không. Nhưng thật sự ra em khẳng định nói cho mà mấy anh chị em rằng những thông tin đó và những mấy người đó hiện bây giờ đang làm là hoàn toàn là nó sai trái và xâm nhập và đời sống của thầy ông nội đó, là những mấy người đó là toàn là bị đặt và quy chụp cho thầy ông nội rất là nhiều, và quy chụp cho trong những mà trong tỉnh Thất Bồng Lai rất là nhiều, và quy chụp và cho mà Nam với Tiểu, những mấy người đó đó là nói là Nam với Tiểu đó là con của các chư thầy và con của mà những các chư con trống. Nhưng thật sự ra là họ không bao giờ họ lấy được cái bằng chứng và chứng cứ từ đâu hết đó. Em khẳng định nói cho mà mấy anh chị em và nghe như thế này, và những ngày qua thì em cũng đã có nói rồi thì rất là nhiều, bây giờ thì em cũng nói lại như thế này, em khẳng định cho mà mấy anh chị em nghe thế này, Nam chú Tiểu trong không phải là con những các chư thầy trong chổng. Năm chú Tiểu đó là một mồ côi cha và mồ côi mẹ, và cho ăn cho học và từ nhỏ lớn nó được các chư thầy nuôi từ nhỏ nó lên. Và cái thứ hai và Năm chú Tiểu đó thì á, thầy còn nguyên và nhất quen những các chư thầy ngoài đó đó, và cả thầy ông nội họ đã lụm ở đâu đó ở ngoài đường gần chùa đó đó, nhưng mà thầy ông nội đến nhờ thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thấy rằng họ đi lại họ lụm xong ngoài họ bồng lên họ nuôi ở trong chùa. Nhưng trong lúc đó thì rất là có là nhiều người dân người ta đi lại, người ta chứng kiến đàng hoàng đó. Rồi á
năm chú Tiểu hiện bây giờ lớn lên là tất nhiên là mồ mồ côi cha mồ côi mẹ được trong tỉnh Thất Bồng Lai, thì người ta nuôi từ nhỏ lớn, hòa thầy Hoàng Nguyên, hòa thầy Nhất Nguyên và dạy những điều hay, dạy điều lẽ phải và dạy rất là chu đáo rồi. Hiện bây giờ thì hai bé sơ sinh đó, hiện bây giờ là thầy Hoàng Nguyên, hòa Nhất Nguyên và những trong mà Nico ông Chổng và thầy ông nội ông Chổng, bây giờ rất là nhiều người họ đã hiện giờ là họ đang thương yêu cho mà hai đứa trẻ sơ sinh này nè. Hiện bây giờ nè, nói chung là mấy anh chị thấy rằng á, nếu mà mấy anh chị mà có mà đi lại trong mà tỉnh Thất Bồng Lai á, mấy anh chị gặp những mấy người trong tỉnh Thất Bồng Lai á, họ rất là nói chung là bao dung cao cả, tiếp đón nồng nậu nhiệt tình luôn, không ngại gì những mà không có mà nói mà sự mà giàu sang hay là nghèo nàn mà mình đi lại mà người ta không có tiếp đón, thật sự là không có. Trong tỉnh Thất Bồng Lai họ rất là vui vẻ hòa đồng với một rất tất cả là mọi người họ đó. Rồi á, những mà mấy ngày qua thì trên cộng đồng mạng thì đã lan tỏa rất là nhiều, nói là tỉnh Thất Bồng Lai thì họ là giả chột cả sư, rồi họ lừa đảo, họ mà đi mà ăn tiền người ta. Em khẳng định cho mấy chị rằng và em cũng gửi đến cho những mấy người đó như thế này: người ta tu tâm dưỡng tánh, người ta tu tại nhà, như lòng người ta tốt hay xấu thì có trời Phật biết, đúng không mấy mấy anh chị em? Họ họ làm gì thì có thì mà có trời Phật thì biết thôi. Và cái hai, họ làm sai thì chịu mà quả báo, và cái ba, họ làm không đúng thì có mà pháp luật Việt Nam vào cuộc và điều tra nó. Hiện bây giờ thì trong vụ và 50 người và thông tin gần đây thì cũng em cũng có cập nhật và em cũng đã lên án và em cũng đã nói là bày tỏ và chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình hay như thế này đó. Trong vụ 50 người thì cũng đang chuẩn bị sắp sửa và nó điều tra và nó xử ha, và cũng đem ra mà sáng tỏ ra cho mà anh chị em mà biết thôi đó. Trong câu chuyện này á, nói chung á, tại vì mấy anh chị em á, mình biết á, là tìm cho hiểu rõ nguyên do như thế nào và tìm rõ thông thông tin như thế nào, nhưng mà mấy anh chị em nhiều khi mà xem những mà các tin mà YouTube khác á, xem những mà các video của khác á, mà mấy chị mà nếu mà không sàng lọc lại kỹ thì mấy chị thì sẽ dễ bị tin hơn. Em nói thiệt, nhưng mà mấy chị dễ bị tin hơn á, tại vì mấy chị là phải coi video cho đúng sự thật, phải tìm hiểu nguyên do đúng sự thật như thế nào. Và mấy anh chị, em nói như thế này, trong tỉnh Thất Bồng Lai họ rất là nó chung sạch, họ rất là đàng hoàng và họ rất là mở lòng từ bi của họ ra và tiếp đãi mấy anh chị em và những người khác và những người xung quanh và những người dân trong ở tỉnh Long An đó. Những người dân ở gần mà trong tỉnh Long An đó, họ rất là chu đáo, họ rất là mạnh mà thương yêu nông chú Tiểu và rất là thương yêu trong tỉnh Thất Bồng Lai có nhiều nhiều, tại tại mà vì sao họ sống rất là tốt, họ sống rất là vui vẻ và hòa đồng với mọi người và giúp đỡ. Bây giờ thì nói chung thì á, thì em có bài tỏ thì em chia sẻ cho mà mấy anh chị mình nghe thế này thôi, em biết mà có nhiều thì em chia sẻ hết đó. Bây giờ em mà chào tạm biệt mấy chị nha, chúc mấy chị mình một buổi tối và tràn đầy hòa hạnh phúc à. Đó. Hiện bây giờ thì thầy ông nội giờ sống rất là mạnh khỏe và an nhàn nha mấy chị, thì đừng có mà lo và yên tâm đi, thì nói chung là vậy. Bây giờ là có rất là nhiều những trang mạng đứng lên và vu khống thầy ông nội rất là nhiều, nói thầy ông nội qua đời. Hôm qua thì em cũng có làm cái clip rồi đó, em cũng mà nó mà đưa lên thì em cũng cho mấy anh chị em mình nghe hay rồi. Nhưng mà hồi sáng này nữa thì đó, cũng rất là nhiều người kia nói là hiện bây giờ thầy ông nội đang mà hấp hối, hiện bây giờ thầy ông nội đang qua đời, thì đang lung lay, thì chuẩn bị thì tới mà những các chị hẹn khác không trọng nữa. Thông tin đó đó là hoàn toàn là bị đặt và nó xuyên tạc và không đúng về cái sự thật. Em cũng mong cầu rằng mấy anh chị thì hiểu rõ.
ha. Tỉnh Thất Bồng Lai hiện bây giờ là yên tĩnh, chu đáo và không chuyện gì nó xảy ra hết. Nghe mấy anh chị em. Bây giờ mấy chị em nào mà nếu mà thấy mà video này mà hiểu được và nghe mà đầy được ý nghĩa của em và chia sẻ cho mà mấy anh chị em nhớ và bấm nút và nút đăng ký và cho em lời nhận xét à. Em cũng chân thành và cảm ơn mấy anh chị. Mấy anh chị nghe.